Thái tử Sublet cập nhật về sức khỏe của nữ hoàng Anh, thừa nhận không dễ dàng như xưa. Nữ hoàng Anh đã hủy nhiều sự kiện gần đây, trong đó có một vài sự kiện mà bà hủy vào phút chót, khiến nhiều người lo lắng. Thái tử Sublet vừa cập nhật về tình hình của nữ hoàng và ông rất thành thật nói rằng mọi chuyện không dễ dàng như xưa. Trong vòng một tháng qua, người đứng đầu hoàng gia Anh đã phải hủy một số sự kiện, trong đó có những sự kiện quan trọng vì các bác sĩ nói rằng bà cần nghỉ ngơi, giữ sức khỏe. Trong lễ kỷ niệm ngày tưởng niệm mới đây, nữ hoàng Anh đã lên kế hoạch sẽ tham dự, nhưng rồi đến phút chót thì cung điện Buckingham thông báo rằng bà bị đau lưng, không dự được. Bởi vậy, cũng dễ hiểu khi công chúng ở Anh và những người yêu mến hoàng gia Anh ở nhiều nước khác đều lo lắng về sức khỏe của nữ hoàng. Tuy nhiên, ngày hôm qua, nữ hoàng đã có buổi gặp gỡ trực tiếp đầu tiên khi bà tiếp đón tướng Sir Nicholas Carter tại lâu đài Windsor, trước khi ông Carter ngừng làm tổng tham mưu trưởng quân đội Anh. Trong bức ảnh được chụp lại, nữ hoàng đứng khi trò chuyện với tướng Sir Nicholas Carter cho thấy có thể bà đã đỡ đau lưng. Còn hiện tại, người kế vị nữ hoàng là Thái tử Sublet đang có chuyến công du tới Jordan cùng vợ là bà Camilla. Trong buổi gặp gỡ các nhà lãnh đạo thuộc giới kinh doanh tại Hội Khoa học Hoàng gia ở thủ đô Amman, Sublet được mọi người hỏi thăm về sức khỏe của nữ hoàng. Thái tử Sublet đã trả lời chân thật, bà ổn cả, cảm ơn mọi người rất nhiều. Khi mà bạn đã 95 tuổi thì mọi chuyện không dễ dàng như xưa được. Ở tuổi 73 đã là tệ rồi, Thái tử Sublet hiện 73 tuổi. Dù sao, các tờ báo ở Anh nhận định rằng, việc nữ hoàng vẫn cho phép con trai lớn thực hiện chuyến công du 4 ngày cho thấy bà nghĩ sức khỏe của mình vẫn ổn cả. Hơn nữa, hiện vợ chồng William Kate đang ở Anh và ở khá gần nữ hoàng nên các thành viên khác của hoàng gia có thể yên tâm.